Morning mọi người, oh my gosh, hôm nay là thứ bảy và hôm nay sáng dậy không nổi luôn. Từ hôm qua đi show Aquafina Fashion Week thì mình quá là hùng hỉ. Hôm qua đi làm việc đến 2 giờ sáng mới lên giường thì sáng nay lại 8 giờ rưỡi phải dậy, cuối cùng 8:45 Nhi dậy và huy phải gọi Nhi dậy thì không dậy nổi được luôn. Và bây giờ Nhi đang đứng ở studio và vừa make up xong, wet look done và sắp sửa vào chụp ảnh rồi. Và hôm nay thì là một shooting rất là đặc biệt đối với Nhi trong hành trình của Nhi, công việc của Nhi. Thì là lần đầu tiên Nhi chụp ảnh cho báo Fashion Magazine Elle. Và cũng là lần đầu tiên Nhi được lên bìa của Elle Magazine. Lần này lên cùng với Khánh Linh, nhưng still nó là first time của Nhi mà lên bìa của một cái Fashion Magazine. Thì Nhi cảm thấy hôm nay rất là excited, rất là vui và cũng hạnh phúc, tại vì cái này là tất nhiên cho một người mà rất là yêu thời trang, một người fashionista, thì được lên được bìa của một bài báo thời trang như Elle Magazine thì nó sẽ thực sự là một cái vinh dự rất là lớn. Vì thế hôm nay mình cảm thấy rất là biết ơn và mong hôm nay chúng mình sẽ rất là tốt. So let's go. Rồi Linh có ready chưa? Ready. Ready. Chúng mình bây giờ vào set đầu tiên cùng nhau. Rồi chúng mình đang on set. Chị em mình cùng nhau chụp chị Elle Magazine và chúng mình lên bìa luôn, cùng nhau luôn. Hồi xưa chúng mình 5 năm trước là chụp cho Lululemon. Lululemon gì đấy, này son ấy, Lulu lipstick gì đấy. Lần đầu gặp nhau. Mới đi làm đúng không? Mới đi làm, gặp Anh Thành. Anh Thành mọi người, hôm nay cùng nhau ở đây. Chúng mình hôm nay chụp trong một lớp. Thế là xong rồi. So, mọi người ơi, bây giờ cũng là 4 giờ rưỡi chiều rồi và mình cũng cuối cùng đã chụp xong ngày hôm nay. Hôm nay mọi thứ cũng rất là smooth, rất là vui và ekip rất là nice. Lần đầu tiên như gặp ekip ở bên Elle và mọi người rất là trẻ, năng động và rất là creative. Và Nhi nghĩ là những cái hình hôm nay mà Khánh Linh và Nhi chụp khá là đẹp. Mong là mọi người sẽ thích những cái bộ hình ngày hôm nay và sẽ mua rất nhiều tạp chí của Elle trong tháng này. Và trong video này đằng sau thì cũng chỉ cho mọi người mấy cái hình của mình mà mình đang chụp. Nhưng tất nhiên là mọi người mua tạp chí về thì sẽ vui hơn, mọi người có thể ở nhà và xem được.
rất là vui hôm nay, thật sự là vui tại vì cái cảm giác đấy thật sự Nhi không tin được, tại vì mới vài hôm trước, không, vài tháng trước ấy, Nhi viết vào nhật ký của Nhi, Nhi viết là I wanna be on a cover of a fashion magazine. Và khi mình viết những cái điều đó xuống mà mình manifest nó thành thật, nó thành thật như lần trước Nhi cũng nói là I wanna be on a billboard of Bia Sài Gòn, and then suddenly I got it. Thì những trong cuộc sống của mình luôn luôn phải có niềm tin vào những gì mình mong muốn mình có, và mình phải work towards it. Tất nhiên là tất cả những cái này nó không tự nhiên nó xảy ra nếu mình không làm gì, mình phải làm việc, mình phải cố gắng chăm chỉ và always be nice to everyone. Tại vì không biết là có thể người kia là một người sẽ là khách hàng của mình đúng không, mà người ta sẽ chọn mình để mình có thể làm một cái điều đó gì, chụp ảnh cho người ta hay gì đấy. Thì mình nghĩ là trong cuộc sống mình luôn luôn sẽ phải nice với tất cả những người xung quanh của mình. You never know who this person is, right? So, cảm ơn mọi người hôm nay đã qua channel của Nhi và theo dõi cuộc sống của Nhi, và hôm nay đi chụp ảnh cùng với Elle Magazine. Mong là mọi người thấy video ngày hôm nay thú vị, và mọi người đừng quên like và subscribe. Ding ding ding. Love you.